xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn ạ. Hôm nay Thủy với anh Thiền xuống nhà của ba là mẹ của Trang á, thì anh Thiền với Kim đang dỡ cái nhà dưới Trang và lợp lại cái nhà dưới cho cao gáo thoáng mát, thì hôm nay anh Thiền với Kim làm đang dắt tôm vô. Chào bà cô chú anh chị ạ. Thủy thì mới xuống, còn anh Hiền thì xuống từ hồi sáng giờ xuống làm với Kim. Tức hôm nay thì anh Phong ảnh đi làm ở bên Bến Tre, tại vì gấp quá. Ảnh hứa cái nhà bên Bến Tre cũng lâu rồi, ảnh người ta hối ảnh qua bển làm rồi. Ảnh cũng có làm nhà cho cô ba đây, thì lót gạch nền đã xong rồi. Thì ảnh vài bữa ảnh trở lại ảnh sẽ dặm lại cái cột này, nó bị bể ở trên tí xíu nè, ảnh dặm lại cho nhà cô ba với tô cái phần ở dưới nền này luôn. Dạ những ba chú hả, thì cái phần nền này anh Phong đã làm xong rồi nè, lót từ ở trong luôn. Giờ Thủy sẽ quay xuống cho ông bà cô chú anh chị và các bạn coi Kim với anh Hiền đang lợp cái nhà dưới cho cô ba nha. Đây bữa nay hai anh em làm này. Ủa xây anh Phong làm nhà tắm luôn rồi hả? Làm ngày hôm qua với cái nền. Hôm nay Kim mới làm, anh với Kim làm sáng giờ này anh phụ dình. Lợp nay rồi không Kim? Dạ rồi chị. Rồi hả? Còn có dừng thì chưa hả? Tận dụng ba cái tôm này đi rửa lại, có thiếu thì trong nhà còn vài tấm mình hay mang kéo xuống cho bác ba. Này chắc thiếu rồi, thiếu có chắc rồi mình chắc rồi rửa lại tấm nào còn xài được thì mình dừng dắt lại. Mình làm vậy nó thoáng mát rồi nó cao, nhà bếp nó cao, nó thấy nó rộng rãi hơn hả? Được. Có tấm đứng là họ đường ha. Lấy gấp quá. Ba chờ anh chút xíu. Chết mẹ đưa lộn to rồi. Đưa lộn hả? Đẩy lại luôn. Rồi, vậy. Mấy bữa gài thì anh Hiền xuống không mà Thủy không có xuống nên anh Phong làm tới đâu Thủy cũng chưa biết nữa. Anh Phong nay đi khu nhà mới rồi, tạm ngưng 1-2 ngày. Đây thì anh cũng cán cái nền cho ba đây. Cán nó cao lên một khúc rồi. Chừng nữa mưa hết ngập rồi. Ủa anh, nước ngập là hết ngập cái nhà dưới của cô ba rồi. Đây cái này cũng tô hết rồi, nhà tắm tô lại sạch sẽ. Và vài bữa anh Phong anh trở lại anh dán cái nhà tắm này lên, dán khoảng cho mấy đứa nít nó bợ nó không có dơ. Đây, thì cũng có lót cái nền nhà tắm cho cô ba đây. Thì cô ba chắc bữa nay đi đưa hai đứa nhỏ đi học rồi. Wow, cái nhà dưới thì bữa hôm nay thì ba chất ra qua đây quá trời luôn. Ba đồ này chất đây xong. Đây cái trong buồng thì cũng đã xong rồi. Mình ginh ra đây thấy nó gọn ghẻ. Làm nhà tắm ở cái phòng ở đây nữa, lau chùi đây là ngủ được rồi. Kim làm cái nghề này lâu chưa Kim? Lâu rồi vậy. Nè, anh vô tôm kìa. Dạ, em chào bà cô chú anh chị dân làng à. Cái này có chị Hồng không? Chị Hồng. Hôm rồi mà làm sao bữa cuối cùng ở nhà của cô Tư á, thì hiện có vận động mấy anh em á là mình giúp cho cô Tư chứ không có công em, tại vì bây giờ mất cái số tiền. Hôm nay chị Hồng thấy được chị gửi về cho mỗi người, thì chia ra 4 người, Kim, Hậu, phải không?
Hậu. Hậu Nhân với anh Thông à. Là người được 350.000. Sáng thấy đó chừng lẻ sao cọc vậy là 100, 150, 350. Thầy thì cũng đếm à. Em thủy đổi cái chị đó là dạ. Cọc vậy 100.000 là 350. Chị Hồng chỉ gửi cho em bữa đó rồi nói bằng câu á. Dạ. Rồi. Em này cảm ơn chị Hồng bên Mỹ á. Đây. Rồi vậy em cảm ơn chị Hồng nha. Dạ. Đây anh chắc anh Thông qua lấy ngày bên bển một hai ngày nữa anh làm xong cái nền cho trời tôi bông cát rồi anh Thông cũng tở lại đây thì rất trời nếu anh về sớm được á thì giúp mình tô rồi giờ dán gạch cái nhà tắm cho qua với dán cửa nhựa đặt rồi chưa có đặt nha hết nữa chưa là hỏi anh Thông gắn được hơn là gắn mà nó rất tốt rồi rồi để rửa được mấy con nó dụng được như được rửa sạch lại thì cái nhà chim cũng thụ mũi nữa đặt cái gác bình hầm đó cái gác này chắn gió rồi còn mua cái bếp với tủ nữa là đúng không. Ừ. Chứ sửa lại cái tay tô cái tam cấp anh không có nói là tô lại cái đó tại anh làm kịp tô cái tam cấp mà dựng nó cho đẹp thì vậy đi rồi bữa mình đi mua tủ mình sẽ tải lại thêm mất 3 lần nữa thì thấy có công chuyện thì về nha anh với Kim làm xong hoàn thiện cái mới về nó cũng nói tươi chứ giờ thấy có về lớp thì về còn lại Hậu thì Hậu đang làm cho nhà Thủy thì chút Thủy sẽ đưa cho Hậu có mua gì mua. Còn anh Phong thì đợi anh Phong xuống đây làm rồi hả đưa anh Phong với nhà đây mà. Với Nhân. Dạ. À, cái phần giá tiền chị Hồng gửi về là 100 để đổi được 2 từ 3 90. Rồi chị cho lại hiện lúc hiện bù 948.000 là chị cho lại 1 triệu. Thì còn lại là cũng như là 1.390.000 Thủy tính vậy là đưa cho đủ 1.4 triệu được chia được người 350. Em cũng xin cảm ơn chị Hồng rất nhiều ạ. À. Cảm ơn chị. Dạ thì vợ chồng em xin cảm ơn chị Hồng và chị Nga, chị Thu, chị Loan đã với chú gia đình của chú dạ Thủy cũng xin cảm ơn gia đình của chú Tần Tú An đã giúp cho nhà của cô Tư và một lần nữa Thủy xin cảm ơn ba chị và chú gia đình của chú Tần Tú An và chị Hồng rất nhiều luôn. Thì hôm nay thì cũng gia đình của chú Tần Tú An và chị Nga, chị Thu, chị Loan trở lại giúp cho nhà của em Trang một lần nữa. Em cũng xin cảm ơn gia đình chị rất là nhiều luôn và cảm ơn chú gia đình chú luôn. Khi Thủy đi xuống cô ba là mẹ của Trang quay chút xíu về thì Hậu với anh hai bữa nay làm nhà cho Thủy nè. Hậu có chị Hồng ở bên Mỹ hổm thấy cưng phụ nhà cho cô Tư bữa chót á thì chị cũng có gửi về cho 4 người cưng Kim rồi anh Phong và Nhân người 350. Nãy chị có đưa cho Kim rồi còn anh Phong với Nhân đứng điếm lại 350 chị kẹp vậy. Cảm ơn chị Hồng. Rồi cưng làm đi rồi. Còn anh Hai Phong ổn Phong với Nhân thì để vài bữa xuống nhà của anh Trang rồi đưa cho mấy người đó. Đây thì anh Hai anh phụ làm nhà Thủy mấy bữa dài lót được cái phòng đây và dán cái nền gạch cho Thủy và đây là phía sau. Giờ mới lót giờ lắm con.